Hello mọi người, lại là em đây mọi người ơi. Lại là em đây cả nhà. Hello, hello nha. Hello. Lên like một xíu rồi đi ngủ mấy chị ơi. Hôm nay em like, ngày mai em nghỉ một ngày. Để cuối tuần like nữa ha mấy chị. Rồi, tắm chào cả nhà nha. Mọi người thấy like rõ không mấy chị ơi? Thấy like ok không mọi người? Rồi mọi người ơi, mình xem được like chưa? Mình cho em một tương tác nha. Mình thấy được cái bài like của em, nhờ mấy chị bấm cho em xin một tim một like với nha mọi người. Cho em xin một tim một like với nha. Trời ơi, cái sơ mi em đang mang hàng mới về luôn các chị. Cái sơ mi này hai màu đậm nhạt, sơ mi rin phối á cả nhà. Đó, sẽ có hai màu đậm với lại nhạt. Em đang mang là màu đậm á mọi người. Mã này hai màu. Mã này hai màu nha các chị. Hai màu đậm nhạt. Em like thì mai em nghỉ. Mai em nghỉ một ngày mọi người. Cho nó hồi lại cái tương tác mấy chị, để like mất tương tác quá chán quá chứ không gì hết á. Rồi mọi người ơi, vô like nha mọi người, vô like nha các chị. Vô like nha mọi người, vô mình lựa đồ nè. Mình lựa váy nè mấy chị, mình lựa set thun nè mọi người. Vô like lựa đồ nha. Rồi xem được like cho em xin một chấm nha mọi người. Mạng yếu quá yếu nè. Em một chấm tương tác like nha. Chấm bài nha mọi người. Xem được like chấm bài giùm em nha. Cái quần em đang mang 55.000. Mấy chị ngố đùi co giãn nè mấy chị nè. Ngố đùi co giãn giùm em. Có S, có M, có L mấy chị. 55.000 một quần. Cái này không có ngắn đâu mọi người. Mà do em thích mặt ngắn nên em kéo nó lên đó cả nha. Đó. Chứ cái form của nó nè mấy chị. Cái form nó giống như là cái dáng đùi bình thường của mọi người. Nhưng mà nó là lưng cao nữa nè các chị nè. Đây mọi người. S, M, L giùm em 55.000. Cái này là không có ngắn nha, tại vì em thích mặt ngắn nên em kéo lên vậy cho nó hắt dáng đó mọi người. Mình mang ngắn ngắn như gì nè, nhìn nó hắt dáng hơn các chị. Đó, 55.000 quần nha, quần đang mang 55.000, áo hai màu, áo pha hai màu mấy chị, áo bò pha hai màu đậm nhạt giúp em. Em đang mặc là màu đậm, có màu nhạt nữa mấy chị, hai màu đậm nhạt nha mọi người. Mã này rin mới về luôn các chị. Mã rin này mới về luôn á mọi người. Tương tác like mình vô được like đây mình chấm giùm em nha mọi người. Vô được like đây mình chấm giùm em một chấm nha. Cho em xin một chấm tương tác nha mọi người. Chấm đi không ẩn comment nha mọi người ơi. Chấm đi không ẩn comment nha. Chấm đi không ẩn comment nha mấy chị. Quần đang mang SML 55.000. Mít với lại 77-49 cái áo luôn mọi người. Cái quần ngố thun đùi mấy chị. Để mấy chị mít với lại 77-49 cái áo mình mặc luôn ạ. Rồi em lên mã được chưa mọi người? Ủa sao? Chia sẻ cái like đâu mất rồi mấy chị. Ê mọi người em lên mã được chưa? Cho em một tim một like một chấm vô cái bài nha mọi người. Mình chấm bài giùm em, mình chia sẻ like để không ẩn comment khi mình đặt hàng nha các chị. Rồi xếp em còn tầm mấy chị tầm cỡ 52 con đủ về mấy chị mang nè mọi người. Cái này tầm cỡ 52 size M đi ha. Em nhận mấy chị size M đi mọi người. Size M giùm em nè. Rồi em còn một bộ size M mấy chị. Em còn một set size M. 145.000 trên like giùm cho em luôn. Xuống giùm em là quần lưng cao luôn cả nhà. Quần lưng cao kèm túi luôn nha mọi người ơi. Áo thun nữa nè mấy chị. Rồi set này size M giúp em đi mọi người. 145.000 luôn. 145.000 còn set chị nào bờ comment giá 145 set hồng. Comment set quần hồng 145 giùm cho em mấy chị nha. Tầm size M đổi về mấy chị mang giùm em. Đây mấy chị có túi luôn nè. Rồi set quần hồng, comment set quần hồng 145 nha. Size M đổi về mấy chị mang giùm cho em. Tối hôm nay là em lên váy suông cho mấy chị. Váy suông nha cả nhà. Váy suông, váy suông. Váy suông mấy chị ơi, váy suông mới về mọi người. Váy suông mới về mấy chị đây. Đó, đủ màu luôn, đủ hình cho mấy chị luôn. Đây cả nhà, mấy cái mã váy suông này thì nó có túi luôn nha mấy chị. Có túi giùm cho em. Có túi và em sẽ có hai loại, ba loại chứ. Em sẽ có ba loại cho mình. Thì váy suông này á mọi người. Cái váy mà hình đó mấy chị là 165.000 đồng giá giùm cho em. Mọi người vô được like, mọi người chấm bài team like giùm em nha mấy chị. Đây cả nhà, đó.
cái váy xuông hình nè mấy chị là đồng giá dùm cho em là 165.000, còn váy trơn đồng giá 160.000. Là đây là loại có túi mấy chị nha, nó có túi luôn đó mọi người, nó có túi dùm cho em luôn nè, chất bao dày luôn, em bao cho mấy chị giặt máy luôn nha. Em mọi người, váy suông có túi giúp em, nó có 2-3 loại luôn nha mấy chị nha. Cái loại em đang like cho mình là loại trơn, là loại không hình là 160.000 dùm cho em có túi. Loại có hình là đồng giá 165.000 có túi, và loại trơn không hình, không túi 145.000 giúp em. Mấy chị có nhiều sự lựa chọn lắm mấy chị nhá. Rồi mã này dùm cho em là nó sẽ là không hình và không túi, có giá là 145. Trơn có túi dùm cho em có giá là 160.000. Và hình có túi cho em có giá là 165. Thì em sẽ lên từ từ màu cho chị em mình lựa nha. Cái nào cũng có màu hết đó mọi người. Chất cốt tông đẹp lắm luôn. Em bao hàng giặt máy luôn nha. Em bao hàng giặt máy và tất cả cái hàng này em chỉ áp dụng giá trên like. Ngoài like không có áp dụng giá sale được nha mọi người. Ngoài like không áp dụng giá sale được nha. Đây, váy suông có túi giùm em nè. 65-68 kg thoải mái nha mọi người, túi giùm em luôn nè. Đây mọi người, cái mã trơn này 3 màu giùm cho em. Mã trơn này 3 màu giùm cho em là vàng nu với lại xanh nha mọi người. Mã trơn này 3 màu, vàng nu với lại xanh giúp em nè. Đâu rồi ta? Mã trơn này 3 màu giùm cho em, vàng nu với lại xanh nha mấy chị ơi, em like từ từ cho mọi người dễ lựa nhá. Vàng nu xanh nha mọi người. Trời ơi, váy này nhiều màu lắm chị, bao cân luôn. Nhiều màu lắm mọi người ơi. Váy này nhiều màu lắm mấy chị. Trời, màu vàng, màu vàng, màu xanh, màu hồng. Nó đang hot những cái tông màu xanh vàng với là hồng lắm luôn á mọi người. Đó. Y set sơ sơ mi em đang mang hai màu đậm nhạt. Sơ mi đang mang hai màu đậm nhạt. Sơ mi đang mang hai màu đậm nhạt cho mọi người. Ủa chứ mấy chị, sao mà sao em chia sẻ với không được người ta? Em chia sẻ mà trang cá nhân nó không nổi bài lên ta. Sao nữa vậy? Hai màu đậm nhạt nha. Trời ơi mạng, chán chưa, chán chưa? Mạng yếu chưa kìa. Trời ơi, tôi like hơn 9 giờ đêm vẫn yếu. Tôi like hơn 9 giờ tối đêm mà mạng vẫn yếu, trời ơi là trời. Mai em nghỉ một ngày nha mấy chị. Áo mang hai màu đậm nhạt nha mọi người. Jean phối 149.000, hàng bao đỉnh luôn, chuẩn được cái mũi chỉ luôn. Em bao cho mấy chị mà không, mấy chị cầm về mà không giống hình, em múp cho mấy chị trả hàng thoải mái luôn mọi người, không tốn tiền ship luôn ấy. Em bán hàng bao mặt hả? Nhận về mà không giống hình em cho mấy chị trả thoải mái. Không tốn một bất kỳ 1.000 tiền ship nào luôn á. Trời ơi trời, bắt đầu nóng ghê mọi người. Rồi tiếp nha mọi người. Tại sao tôi chia sẻ về trang cá nhân không được trời. Chia sẻ không được nữa rồi. Váy suông trơn có túi và hàng không túi. Không túi có 145 mà mấy chị. Không túi có giá là 145.000. Không túi có giá là 145. Ủa tiếp đây là mình bấm mình chia sẻ bên này hả ta? U lè trời á. Sao nó chờ em chút mọi người. Rồi đây, em đây, em lên liền mọi người. Áo đang mang 149 hai màu đậm nhạt nha mọi người. Áo đang mang hai màu đậm nhạt 149.000. Rồi em lên cho mấy chị váy này nha mọi người nha. Váy suông, cái suông cotton rất là đẹp. Nhận hàng kiểm tra thoải mái.
Đây mọi người, nhận hàng kiểm tra thoải mái giùm cho em mấy chị. Đây mã này mã gì màu gì quên nữa rồi. À đây đúng rồi mọi người, đây bao nhiêu con cũng vừa hết nha mấy chị. Hàng có túi nha, 160.000 giùm cho em. Có túi trơn 160, có túi có hình giùm em 165.000 mấy chị. Những cái con có hình này nó cao hơn cái 5.000 nè mọi người. Cái chất như vậy, cái form như vậy luôn mọi người. Có túi giùm cho em luôn mấy chị. Đó, mà nó chỉ có 165.000 à. Nó cao hơn 5.000, nó cao hơn 5.000 nha mọi người. Nó cao hơn 5.000 nha mọi người. Tất cả đều có màu hết luôn. Đây mọi người, cái mã vịt nè. Mã vịt là em có màu trắng, màu cam với lại màu hồng mấy chị. Mã vịt là trắng, cam, hồng. Rồi em có cô gái nè mấy chị nè. Cô gái này có màu nữa mọi người nè. Cô gái nha mấy chị nha. Cô gái đủ màu nè mọi người ơi. Cô gái nè. Rồi theo giúp em mọi người, bao cân, bao dày dặn luôn. 165.000 bao giá. Nhận hàng kiểm tra chất nha mọi người. 165 trên like thôi nha mọi người. Ngoài like không áp dụng giá 165 nữa nha mấy chị. Ngoài like áp dụng giá không có giá 165.000 nha mọi người. Ngoài like áp dụng giá khác nha mấy chị. Đó rồi, đây mọi người ơi, bắt đầu lên đồ nha. Bắt đầu lên đồ mọi người, có túi nha. Đó, thích màu gì lên màu đỏ giùm em. Trơn á thì có màu xanh nè, màu vàng với lại màu nâu giùm em. Còn cái loại mà không túi á mấy chị có 145.000, có đen, có đen, có vàng, có hồng. Đây mọi người, mã này 145.000 giùm em. Mã này không túi nha mấy chị, 145.000 giùm em à. Có đen nha mấy chị. Có đen, có vàng, có hồng giúp em. Mã này 145 không túi nha. Nhớ giúp em là không túi nha mọi người, không túi, không túi. Không túi là 145 mấy chị, 145.000 giùm cho em. 145.000 giùm em nha mọi người. Rồi, tí nha mọi người. 145.000. Trời ơi, mấy cái mẫu heo nè mọi người. Đó, chất em bao giặt máy nặng trịch luôn. 145.000 giùm em thôi mọi người. Em lên lộn xộn nha mọi người. Đây váy bò nữa nè mọi người nè. Váy bò nè mấy chị nè. Váy bò nhưng rất là mịn. Váy bò nhưng rất là mịn. Ủa chứ gì vậy? Chứ sao mà lên like không có nổi video lên vậy sao ta? Không được rồi mọi người. Sao càng like nó càng bị ẩn tương tác của em hết vậy? Ủa sao không có mắc like? Rồi càng like càng bị ẩn tương tác. Trời ơi mấy chị coi nè mọi người, em chia sẻ nhóm nào nó gỡ hết nhóm đó. Chia sẻ nhóm nào nó gỡ hết nhóm đó. Ngày mai em nghỉ một ngày mọi người, cho nên tương tác nó hồi bớt lại mấy chị. Rồi đây mọi người, mấy chị ơi, ai vô trong được like nè mọi người chấm giùm em một cái nha mọi người, cho nó nổi mắt like lên với mấy chị, cho nó nổi tương tác được không mọi người. Không thấy tương tác nào luôn á. Rồi áo hai màu đậm nhạt 149 nha. Rồi váy bò. Váy bò nhà em đây mọi người. Em nói váy bò mấy chị nghĩ là nó sẽ thô đúng không mọi người? Không hề thô luôn mấy chị, nó rất là mềm. Nó siêu mềm nha mọi người. Đây các chị ơi, mặt trước mặt sau, à đúng rồi đây mặt trước nè. Đây mọi người, đó váy bò giùm cho em mấy chị. Phải nó mềm, nó mát lắm mấy chị, không cứng không thô nha. 170.000 giúp em. Đây mọi người, đây cả nhà. Đây hàng nhà em nè mọi người, nhìn nè. Em để lâu lâu xíu cho mấy chị dễ lựa nha mọi người. 170.000, mã này 170 giùm em. Trời trời bắt đầu à, trời bắt đầu nóng rồi đó mọi người. Đây mấy chị ơi, vải siêu mềm siêu mịn, bao nhiêu ký cũng vừa hết mấy chị. Cái giá nó cũng tưởng như là suông, mà suông hơi chữ A đó mọi người. Đó, đây mọi người, em mang nó ngang gối nè. Cái mã này mọi người là thấp hơn em thì nó qua gối nhiều, còn cao hơn em thì nó sẽ trên gối nhiều nha mọi người. 170.000, 170.000 giùm em. Đây cả nhà, 170, nhận hàng kiểm tra thoải mái nha mọi người. Nhận hàng kiểm tra chất thoải mái giùm em. Ờ, nhận hàng kiểm tra chất thoải mái nha mấy chị. Váy bò giùm cho em. Váy bò em có khoác da nữa mọi người. Em có nhiều mẫu lắm á mấy chị, chứ không phải là có mấy mẫu em treo không đâu mọi người. Em cái gì cũng có đó mọi người, chứ không phải là những cái đồ em treo không đâu mấy chị. Em còn nhiều đồ lắm á mọi người. Đây mọi người. Rồi cái kẻ nè mấy chị. Cái kẻ trễ vai này thì 53-55kg nha. Kẻ trễ vai 53-55kg giùm em nè mọi người. Hàng hai lớp có lót. Hàng hai lớp có lót giúp em nha mấy chị. Mình mang được hai kiểu, trễ vai cũng được hoặc là cổ vuông. Mấy chị mang cổ vuông thì nó sẽ ra cái tay cánh tiên như gì nè mọi người. Không là mấy chị mang trễ vai giùm em, nó là bo thun mà mấy chị, mang không có bị rớt đâu mọi người. Đó, đây mấy chị. Cái mẫu này em nhận mấy chị 53 55 kg mấy chị mang được luôn nha mọi người. 100
75.000 hả? 175.000 dùm cho em mấy chị ơi. Hàng nè, hàng hai lớp mấy chị mang dây kéo nè mọi người nè. Ở bên trong nó có một cái lớp lót quần nữa mọi người. Bên trong có một lớp lót quần nữa nè. Đó, 53-55kg dùm em. Mấy chị ơi, mấy chị xem like nó có bị dựng đứng không mấy chị? Nó có bị dựng đứng cái like không mọi người? Nó bị đứng đúng không mọi người? Do wifi bên em nó yếu á, nó bị đứng đúng không mấy chị? Lo lo nó bị giật nữa đúng không? Do mạng của em nó yếu á mấy chị. Rồi bấy trẻ giùm em nha, 175.000 còn con. Chị nào vượt comment còn đúng con cuối cùng luôn, 175.000 giùm em. 175.000 giùm cho em nha, còn đúng một con 175 nha mấy chị. Em có phát da nữa mọi người, em có phát da nữa cả nhà, phát da đủ thứ đó. Em like lộn xộn cho mấy chị nha, cho mấy chị lựa nha. Có set bộ, set bộ đùi nè, set bộ ngố nè mấy chị, set bộ dài nữa mọi người, bộ quyết tâm á cả nhà. Quyết tâm là có nhiều loại mấy chị, có bộ ngố, có bộ đùi, có bộ dài nữa mọi người. Đó, rồi đem mọi người phát da giùm em nè. Phát da này 220 hai màu giúp em, hàng có lót nha. Phát da này hàng tất cả đều có lót trong hết mọi người. Em có là màu đen với lại màu bò. Đen với lại nâu bò mọi người. Đây, trời ơi. Cái áo treo mà không thấy luôn á. Đây mọi người, hai màu 220.000 giúp em mọi người. Hàng có lót túi thật giùm em luôn. Tất cả đều có lót trong hết nha mấy chị. Đây mọi người, đó, đây mọi người, 220.000 kiểm tra chất trước khi thanh toán tiền nha mọi người. Đó, dây kéo nè, mướt ruột luôn cả nhà. Da rất là mềm luôn mọi người. Hàng đường kim mũi chỉ của nó nè. Em like lộn xộn hàng nha mấy chị. Em like xếp thun, xếp bộ, bộ ngắn, bộ dài, áo gì em like lộn xộn hết nha mấy chị nha. Em không theo một cái thứ tự nào hết nha mọi người. Đây, đó, mã này 55-58 con đổ về mang được dùm cho em luôn, 220.000. Cái này mấy chị ra ngoài thị trường là 400-500.000 là chuyện bình thường. Tại vì nó là da đẹp nha mọi người. Em bán on ở nhà mấy chị, cho nên là cái áo này em bán cho mọi người có giá là 220.000. Mấy chị ra ngoài đó là 400-500.000 là chuyện bình thường mấy chị nha. Em chỉ bán ở trên live thôi. Rồi 145.000 body cho em hai màu. Em còn size S quý vị, S này dưới 50kg. S này nó là size S nhưng mà cái vải nó co giãn cho nên là mấy chị dưới 50kg mấy chị mang được luôn. 145.000 giùm em nè. Rồi dưới 50kg mang giùm em body. Cái này mọi người mang trên gói tí xíu xìu xìu mà mọi người. Đó. Nâu tay với lại hồng giùm em 145. Nâu tay với lại hồng giùm em 145 nha mấy chị. Em mang á mọi người. Em mang nó ngang gối như gì nè. Đây cả nhà. Đó. Nó không phải là trên nhiều đâu mấy chị, nó vừa ngang luôn nè mọi người nè. Đây mọi người nha. Cái này mọi người thấp hơn em thì nó sẽ qua gối nhiều và cao hơn em thì nó sẽ trên gối nhiều nha, cao thấp, dài ngắn là tùy cân nặng hết nha. Ô lộn, tùy chiều cao hết nha mọi người. Đó, mã này 145.000 thôi. Mang như thun á mọi người, nó rất là mát luôn nè. Mấy chị nha. Đây mọi người, đó co giãn ra nè. Mấy chị có thích mang hở ngực thì mấy chị cởi cúc ra giúp em nha. Hai màu dùm cho em. Nâu tay với lại hồng. 145.000 trên like. 145.000 trên like dùm cho em, ngoài like giá 160.000. Mấy chị ơi, tất cả hàng sale áp dụng trên like nha, ngoài là không áp dụng giá sale được nha mọi người. Ngoài like không áp dụng giá sale được nha. Ngoài like không áp dụng giá sale được nha mọi người. Cái áo này hai màu đậm nhạt. Rồi em lên cái ha. Cái gì ta? Em lên cái set shop nè mọi người. Em lên cái set shop quần suông nè, áo tay ngắn nha mấy chị. 160 cho. 100. Trời cái gì vậy? Đây mọi người. À, cái set shop này hai màu nha mấy chị. Set shop tay ngắn. Rồi set shop vải mềm mịn lắm luôn cả nhà ơi, mang mát lắm mọi người. Mang rất là mát. Chứ mẹ em nghe xếp sớm mấy chị, nghe chữ sớm mấy chị nghĩ nó nóng đúng không? Em like tối nay nữa mai, chứ em nghĩ mai mốt thì em nghĩ mọi người cho tương tác nó hồi hồi lại bớt một xíu mấy chị. Like gì mà lên mẫu á hả? Bật cái video lên không ai thấy cái video luôn mọi người. Em cái nick của em mà em còn không thấy cái video của em luôn ấy. Trời ơi sao mà thiệt á chứ. Rồi đây mọi người. Ây da da, đó, quần có túi giùm em luôn. Đây mấy chị, lưng thun bản 4 phân may rất là đẹp luôn nha mọi người. Set này có giá là 169.000 hả? 169.000 set. Đây mọi người. Đây mấy chị lưng thun nha. Cái lưng nhà em là may bản 4-5 phân là mấy chị đó rất là sang đó mọi người ơi. Chiều dài trên mắt cá một chút. Cái này làm cái dáng cái chiều dài của nó rất là vừa phải mấy chị. Đây mọi người em mang nè. Em mét 61-62 đó mọi người.
Đây mấy chị có túi luôn nè mọi người, túi áo, túi quần luôn mấy chị. Đó 169.000 em đang mang làm màu nu. Có màu kem với là màu đen đó mọi người, túi thật, túi nè, túi áo, túi quần luôn mấy chị. 169.000 giùm em mấy chị set nè cả nhà. Cái set này mấy chị em dưới 53-55 con mang được giùm cho em. Cái chiều dài quần của nó là mấy chị mang là nó trên nó cá một tí xíu nha. Họ làm cái chiều dài rất là vừa vặn mọi người, không quá dài. Không quá dài nha mọi người. Không quá dài nha mấy chị. Rồi em đang mang là màu nu nha. Màu này mọi người comment cho em là màu kem đi. Rồi màu này mọi người comment cho em là màu đen đi mọi người. Nhìn cái lưng quần bên em nè, làm cái bảng lưng 3-4 phân không á mọi người. Rất là sang luôn ha, mà cái vải nó mềm mát lắm mấy chị. Đây mọi người, đó cái chất của nó này không hề mỏng nha. Đây mọi người, em mặc bên trong màu đen mấy chị thấy rồi đúng không mọi người, nhìn giùm em nè. Đó, em mang áo đen, quần đen mấy chị thấy không, mà không hề mỏng mấy chị. 169.000 giùm em đang mang là màu nu. Màu này mọi người comment cho em là màu màu kem nè, comment cho em là màu đen nha mọi người. Đây cái chất của nó này mấy chị nè. Đây mọi người 169.000 giùm em. 169.000 một set. 169k mấy chị. Mai mốt em nghỉ nha mọi người. Ủa ngày nay thứ năm sáu hả? Nghỉ thứ sáu. Trời ơi. Like nhiều quá nó bị ẩn tương tác hết nè. Chán ghê gớm. Rồi đây nha mọi người, đó set 169.000 giùm em 53-55kg. Nhớ giùm cho em là cái chiều dài quần em cũng báo luôn nha mọi người. Cái chiều dài quần á, là nó trên mấy cái chân một tí xíu, rất là vừa phải, không quá dài nha. Không quá dài nha mọi người. Trời trời, công trình tôi đang nuôi móng á nha trời, nó mà gãy một cái là khóc lắm luôn á. Chắc khóc luôn á. Đây nha mấy chị. Đó, rồi mấy chị ơi, tiếp nha mọi người, tiếp tục nha mấy chị. Rồi tiếp tục giùm cho em mấy chị ơi, váy suông, váy gì thì comment nha mọi người. Váy suông, váy gì thì comment giúp em nha. Váy suông, váy kiểu gì thì comment giúp em nha mọi người. Em lên trước cho mấy chị lựa. Rồi mấy cái đồ thun nè mọi người, bao mát, bao xinh. Bao xinh, bao mát luôn, vải cốt tông mịn nha mấy chị. Không bán thun các tháng, các hàng nha mọi người. Nhìn giùm em cái áo nè. Em để cho mọi người xem nè. Không có phải mà nhìn thấu phía sau mọi người thấy không cả nhà. Nhiều khi em nói nó hơi kỳ kỳ chút nhưng mà mấy chị nhìn giùm em nè mọi người nè. Đó, em kệ để lên cho mọi người xem mà không có nhìn thấu luôn thấy không mọi người. Đây. Thấy không mấy chị? Đó. Thun cốt tông mịn mọi người, không bán thun cắt thái các hàng, không phải thun giấy nha các chị nha. Nhận hàng kiểm tra giùm em nè. Wi-Fi gì mà gần 10 giờ đêm mà vẫn còn yếu. Chán ghê gớm luôn ấy. Chán quá đi người ơi. Đây cả nhà. Đây mọi người, set này 4 màu nè cả nhà nè. Đây mọi người. Nhìn giùm em cái form nè, cái chất của nó nè. Đây, đường kim mũi chỉ nè. Đây mọi người. Mấy cái mã này mọi người ơi, 155.000 miễn ship nha. Nha Trang miễn ship cho mấy chị luôn nè. Đó mấy cái mã này thì em còn bộ em đang mang là bộ em đang cầm là màu xám nè mọi người, màu trắng, màu đen. Với lại màu gì nữa ta? Màu trắng, màu đen mọi người, màu nu nữa mọi người, đúng rồi. Trời ơi, giờ không nhớ đồ gì luôn chết rồi. Không nhớ màu nữa rồi. Đây mọi người, đó, 155.000 bao cân phía sau nè, hàng cốt tông mịn mấy chị. Mọi người ơi, 155.000 không phải là một cái áo đâu mọi người, không phải là một cái quần đâu mấy chị, cả bộ 155.000. Có quá rẻ không mọi người? Tầm này con bộ đồ siêu mịn, siêu mát 155.000. Đó. Rồi, bốn màu giùm em nha. 155.000 y cái mã quần len này nè mọi người. Cái này em còn size L. Em còn size L mấy chị. Em còn size L nha mọi người. Em còn size L, em để cho mấy chị 180.000 luôn. Đây mọi người, quần loe giúp em nè. Quần loe với lại áo thun mọi người ơi, còn size L. Quần loe áo thun giùm em. Em còn size L nè mấy chị. 55-58kg mấy chị mang được giùm cho em cả nhà. Cái mã này ví dụ như chị em mình mà cao á mọi người, 1m65 trở lên nè mấy chị, 60kg là mang được luôn á cả nhà. Đó, đây mọi người, cái nó co giãn nữa nè mấy chị nè. Đây. Rồi hiện tại em nhận mấy chị 55-57kg, 55-58kg luôn nha mọi người. Xếp vịt quần loe giúp em mọi người 180.000 luôn. 180 giùm cho em nha mọi người, 180.000 giùm em. Mấy chị thấy em có ghi giá 195.000 không mọi người?
Em có ghi giá nè mấy chị nè. Đó. 195 mà giờ em like cho mấy chị có 180.000 thôi. Áp dụng trên like, ngoài like em vẫn tính giá 195.000 nha cả nhà. Đây, em có ghi, em có để giá đó mọi người nè. Đồ bây giờ nó nhiều quá mọi người, em phải ghi giá em mới nhớ được giá nè. Đó, 195 để mọi người 180 luôn. 55 58 con mấy chị mang giúp em nha mọi người. Xếp vịt quần loe, vải cốt tông mịn nha mọi người. Nó mát lắm luôn ý. 180 trên like. Giờ còn lẻ size à mọi người. Đồ giờ còn lẻ size mấy chị, có những mẫu còn size nhỏ, mẫu còn size to. Có những mẫu còn size to, những mẫu còn size nhỏ. Rồi đây cái set nè mấy chị, set áo gấu quần nè mấy chị, quần loe lửng nha cả nhà. Quần tầm khoảng 7-8 tấc thì nó sẽ là trên mắt cá. Cái mã này mọi người cứ bấm vô trang cá nhân và mọi người xem mẫu mặc giúp em. Là cái form quần nó sẽ là trên mắt cá giùm cho em nha mọi người. Và cái mẫu quần này bên em, cái chất nó không phải là quần thun co giãn mấy chị. Cái chất nó đứng form, nó tựa tựa như chất u mì á mọi người. Nó đứng form đẹp lắm lắm luôn á cả nhà. Nó tựa tựa như quần tây luôn á mấy chị. Đó, nhưng mà nó có độ co giãn nhẹ nha. Chứ không phải là cái quần thun mà nó mềm xèo nha mọi người. Nói chung cái đồ này á mọi người, mấy chị nhìn giùm em đi mấy chị. Đó, đây mấy chị nhìn cái chất nhà em nè. Nó đứng form và nó có độ co giãn nhẹ nhẹ, không phải là thun mềm xèo nha mọi người. Cho nên cái mã mấy chị mua rất là lời. Cái mã này em có ghi giá nè. Đây mấy chị, 190 nè mọi người. 190 nè mấy chị. 190.000 set quần form 7-8 tấc giùm cho em mấy chị. Hai màu nha mọi người, hai màu giúp em nè. Nâu tây với lại đen nguyên set nha mấy chị. 190. Em còn cái size dưới 50kg thôi cả nhà. Em còn cái size dưới 50kg thôi mọi người. Còn size nhỏ dưới 50kg giùm em à. Trời, mua một được hai nha các chị. Rồi cái bộ này em để cho mình với giá là 170.000 trên like luôn. Được chưa? Em 190 em để 170 luôn. Tại vì còn size nhỏ em xả cho hết luôn nè. Còn size dưới 50kg nha mấy chị. Đây mọi người. Đó, 190 để 170. Hai màu nâu và đen, quần một màu giúp em. Nhớ giùm em cái form là form quần 7-8 tấc trên mắt cá. Mình bấm vô trang cá nhân mình xem mẫu mặt giùm em nha mọi người, nó trên mắt cá như gì nè. Đó, rồi hai màu nâu với lại đen. Em like từ từ cho mấy chị lựa nha mọi người. Đây cả nhà. Áo là cốt tông khô nha mọi người. Áo là cốt tông khô giùm em. Trời ơi, sẽ ăn gì mà trào ngược chứ. Đây mọi người, áo là cốt tông khô giùm cho em, quần vải đứng phơm có độ co giãn, không phải là thun mềm xèo mấy chế ơi. Trời ơi, xếp đồ chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo luôn. Rồi 170 trên like nha, ngoài like không có áp dụng giá 170.000 nha mọi người. Nha mấy chị nha. Ngoài like không áp dụng giá 170. Rồi mọi người, em có cái mã này mấy chị nè, mã cốt tông nè mọi người. Đây, ủa nãy giờ em lên váy suông chưa ta? Ủa nãy giờ em lên váy suông chưa trời? Sao mà cái đầu nó như cái ốc á, chết luôn rồi. Bây giờ em lên cái váy này chưa? Hình như em chưa lên cái váy này đúng không? Quần loe 125.000 quần. Quần loe đây, quần loe 125 nha mọi người, quần loe 125 giùm cho em nè. Đây mọi người, cái mã này 4 màu lận. Trời ơi, thông cảm đầu óc em dạo này nó lơ lửng lắm mọi người ơi. Đây mấy chị. Rồi, nhớ giùm em là cái những cái mã hình này á mọi người là đồng giá 165.000 và hàng có túi giùm cho em nha mấy chị. Hàng có túi giùm em nè. Đây mọi người, tất cả đều là hàng có túi free size giùm em luôn. Chốt mấy chị nhận hàng kiểm tra chốt giùm cho em, kể cả cái hình in luôn mấy chị. Nó in máy rất là kỹ mọi người. Đó, mã này thì em sẽ có 4 màu cho cả nhà mình. Em đăng like là xanh. Em có trắng đen với lại là màu cam đó mọi người, trắng đen với lại cam nè. Hàng nặng trịch tay luôn mấy chị. Xếp bộ đồ nhẹ, cái bộ váy nhà em nè, bao dày dặn luôn. Thôi mệt quá mọi người, thấy bán đồ cực không mọi người? Thôi mệt quá mệt, nó xong thở bán đồ cực không mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi, nặng trịch cái tay, nhìn chốt nè mấy chị nè. Đây mấy chị nhìn giùm em cái chốt nè, dày dặn cho mọi người. 165.000 nha mấy chị. Đó, rồi 165.000, hình đồng giả hết 165.000. Có túi. Cái mã heo này cũng vậy mọi người, mã heo 3 màu thôi mấy chị. Mã heo 3 màu. Rồi. Đây mọi người. Đó, đây các chị. Rồi em có qua cái mã này cho mọi người nè. Cái mã này cũng có túi luôn mấy chị nè.
Nhưng mà cái kiểu nó ở dưới nó hơi ôm lại giùm em mọi người, nó hơi ôm lại nè mấy chị nè. Đó, em có cái mã này nữa mọi người, nó cũng là có túi nè, mã này thì có giá 155.000 thôi. Cái mã này thì mấy chị mang kiểu như gì nè mọi người nè, đó. Đây mấy chị. Nó không có dài như cái váy suông kia mọi người, và bên dưới nó sẽ hơi ôm lại giùm cho em một tí. Nó có một cái kiểu ôm nè mọi người nè. Đây, cũng là hàng có túi luôn nha. Cái mã này có hồng, có xanh, với lại có cam giúp em. Con này thì có giá là 155.000 thôi, chất bao mát luôn á mọi người. Bao nhiêu cân mấy chị mang cũng vừa. Bao nhiêu cân mấy chị mang cũng vừa hết mọi người, 155.000 cũng có túi luôn nha mấy chị. Đây mọi người. Rồi chị nào suông thì comment suông. Mấy cái mã này không áp dụng giá này ngoài like nha mọi người. Mấy chị ơi, không áp dụng giá này ngoài like nha. Không áp dụng giá ngoài like. Rồi, set nè mấy chị nè. Set nè mọi người ơi. Đây mọi người. Đây cả nhà, set mấy chị, set giùm em nè. Set này 225.000 mấy chị, nguyên set nha, áo rất tốt cho em với lại một cái quần loe mấy chị. Chất co giãn giúp em nè mọi người, 225.000 nè. Rồi em để cho mấy chị trên like với giá là 199.000 giúp em luôn mấy chị. 199.000, 200.000 set một áo một quần giùm em. Cái phần quần loe mấy chị nhìn giùm em nè. Đó. Đẹp chưa mọi người? Chiều dài là chín mấy 100 lận á mọi người. Đây mấy chị nhìn em cái phần quần nè, nó hơi chói thông cảm tí nha. Rồi lưng khoảng 4-5 phân giúp em nè. Trước sau nhìn giùm em nè, chị không hề bị nhăn nhúm luôn á mọi người. Mạng cái quần gì mà đứng hoài á. Wow, cái wifi luôn ấy. Đây mọi người, cái lưng của nó nè, có độ co giãn nè, 50, 53, 55 kg đổ về mang thoải mái giùm cho em. Nhìn giùm em cái độ giãn của nó nè. Bao dày dặn mà bao giãn nha mấy chị nha. 225.000. Em để cho mấy chị với giá là 199.000 luôn. 199.000 giùm em cả nhà. Đây mọi người. Đây mọi người ơi. 199.000. 199.000. Trời ơi, cái wifi thiệt nóng máu ghê á. $199.000 set nha mọi người. Trời ơi trời, cái wifi nhà em. Em đang điên mà em gặp cái wifi này thì có dễ bị tăng xong ghê. Trời ơi, nó đứng nè. Mấy chị coi có bị đứng không? Mọi người coi có bị đứng không mọi người? Cho nó đứng gì vậy? Mấy cái mã váy suông nha em á mọi người. Váy suông, váy hoa nhà em là free size mấy chị. Mấy cái mã váy suông, váy hoa nhà em là free size hết á. Đây mọi người, set này 225 em sẽ 199.000 nha. 50, 53, 55 con đổ về mấy chị mang được hết giùm em. Trời, cái quần le đẹp nhất cái nách. Mấy chị ra ngoài thị trường mua cái quần le là trên 2x một cái rồi mọi người. Em bán cả set có 225.000, chưa bằng mấy chị ra ngoài mua cái quần luôn mọi người. Em cam kết mọi người luôn á. Chưa bằng mấy chị mua cái quần ở ngoài luôn mấy chị. Em bán nguyên set là 225. Rồi em đang để cho mấy chị 199.000 thôi mọi người, cả bộ. Cả bộ nha mấy chị, hàng Quảng Châu tan mát đầy đủ giùm em luôn nha mọi người. Hàng Quảng Châu tan mát đầy đủ nha mấy chị ơi. Cái phần quần đẹp xuất sắc luôn mọi người. 199.000. 199.000 giùm em nha. Em kiếm cái gì em thay qua một mã mà cho nó. Ê, em mặc cái bộ đồ này mọi người ơi, bộ đồ này dễ thương. Trời, em chúc nha mọi người. Có thể thao, có đủ thứ, thích xem gì báo nha mấy chị. Nhớ giùm em không áp dụng giá xem ngoài like nha quý vị. Em mặc cái bộ đồ đây. Đây em mặc cái bộ này đi mọi người. Bộ này 4 màu nè. Bộ này có 149.000 à. Em mặc cái bộ đây mấy chị. Đây mấy chị nhìn giùm em nè, nó nặng trịch cái tay luôn. 149.000. 149.000 ngoài like 155. Đây là hàng mới nha quý vị ơi, hàng mới dìa luôn ý. Ở cái áo cưng chưa mọi người, xếp thung đùi. Trời ơi, rồi xong cái đầu tôi nữa rồi. Xếp thung đùi nha mọi người. Xếp thung đùi. Trời ơi, cái chất nó nặng trịch cái tay luôn. Trên like 149, ngoài like 155.
Ngoài like 155 nha. Em bận cái màu này là mình gọi nó là màu gì ta, màu xám, mà của xám cũng không phải xám đâu mọi người, tại vì nó không có quá đậm. Màu chì đi ha. Trời dễ thương không mấy chị. Áo này phông dặn nè mọi người. Phông dặn, phông dấu quần nè. Đây cái chị. Chỗ làm dây gì dài dữ hả? Chứ mới như làm dây dài dữ hả? Đây mọi người. Đó, đây cái chị. Đây mọi người ơi. Cái set này em nhận mấy chị dưới 58 con đi mang đi cả nhà. Có mang cái quần bên trong nữa nè. Rồi mấy chị dưới 58 kg giùm em mọi người. Dưới 58 kg giùm em cái áo dễ thương không mọi người. Đó, nguyên set giùm em nè. 149.000 trên like, ngoài like giá 155 giùm cho em. Em đang mang là mấy chị comment cho em là màu xám đại đi mọi người. Nó không phải là đậm như là lông chuột đó mấy chị, không phải xám đậm như màu lông chuột mấy chị, nhưng mà mấy chị comment đại cho em là màu xám đi ha. Đây mọi người dễ thương không cả nhà. Nguyên set nè, 149 trên like, ngoài like có giá là 155.000 giùm em. Em có màu vàng nữa nè. Em có màu vàng, màu đen, màu trắng. Trời ơi chết em rồi. Em cảm nhận được là cái đầu em nó hết con minh mẫn rồi mọi người. Thật sự luôn mấy chị, đây màu đen nè. Thương chưa? Vải nặng tay lắm luôn. Đây mọi người màu đen giùm em nè. Trời ơi, màu đen màu trắng là màu truyền thống rồi cả nhà. Rồi mình mang cho em là màu xám đi ha, với lại màu vàng mọi người. Bốn màu comment cho em, bốn màu 58 con đổ về mang vừa. Thật sự ra là cái quần này nó cũng thoải mái lắm đó mọi người, nhưng mà em nhận 58 kg mấy chị. Đây em 50 kg nè. Em 50 kg nè mấy chị. Đây cả nhà nha. Đó. Em trừ ham nhận mấy chị 58 con thôi. Mấy chị cao 1m65 trở lên á, 66, 67, 1m7 gì đó là 60-62 con mấy chị mang cũng được luôn mọi người. Tầm cỡ nha, mà dưới 58 con thoải mái hết giùm em luôn nha. 149.000 trên like, ngoài like có giá là 155. Ngoài like có giá là 155 nha mọi người. Ui nó ngợp cái ngực quá. Màu vàng nè. Màu vàng mà vàng này là vàng bò nha mọi người, không phải là vàng tươi nha. Đây mọi người, cái vàng này nè mấy chị nè. Đó. Không phải là vàng tươi nha mọi người, vàng bò à. Đó, 149.000 bộ thôi. 149.000. Babydoll nè mấy chị, Babydoll. Babydoll nha mọi người. Babydoll 135 xả 99. Bao nhiêu ký cũng vừa ạ. Babydoll nè mấy chị nè. Bao nhiêu con cũng vừa hết đó mọi người. Rồi Babydoll cho em 135 xả 1 xả 99.000. Tính nói 199.000 chứ. Đây mọi người, 135 xả 99 Babydoll hai màu hồng với lại đen giùm em. Hai màu hồng với lại đen giùm em nha mọi người. Đây các chị. Rồi comment cho em là đen hoặc là hồng Babydoll, 99.000 trên like, ngoài like 135.000 giùm em. Chất của tông mát lắm mấy chị. Rồi Babydoll giùm em nè. Hồng với lại đen nha. Hồng đen giùm em 99.000. Hồng đen 99.000 giùm em. Đứng gì mà nãy giờ chưa nhả ra luôn á. 99.000 giùm em nha mọi người. 99.99. 135 xe 99 nha. 135 em xe 99 nha mọi người. Rồi tiếp nha mấy chị, con này là bao nhiêu ký mang cũng được hết á. 135 xe 99.000 trên like. Đấy mọi người, 99.000 nha. Áo thun 85.000 giùm em luôn. Áo thun đính full đá 58 kg độ về.